Thưa quý vị, hướng về kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Trong tháng 7 này, Tuổi Trẻ Đà Nẵng đã có nhiều phần việc ý nghĩa. Hoa dâng mộ liệt sĩ là một trong những hoạt động như vậy. Đầu tháng 7, chương trình Hoa dâng mộ liệt sĩ đã được Tuổi Trẻ Đà Nẵng thực hiện đồng loạt tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và các nghĩa trang tại các phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Hòa Khánh Nam, Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Hòa Hải, Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn và các xã Hòa Phong, Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Chương trình đã tiến hành thay hương 4.500 bó hoa sen và các lọ hoa bị hư hỏng tại các phần mộ liệt sĩ, qua đó thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh của lớp cha anh đi trước vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây là một trong những cái chương trình ý nghĩa và thể hiện được cái sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lại cái thế hệ cha anh đi trước. Và chúng tôi cũng thông qua các hoạt động đó nhằm giáo dục về cái truyền thống cách mạng và cái đạo lý uống nước nhớ nguồn để giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên trên toàn địa bàn thành phố hiểu rõ hơn nữa về cách mạng hào hùng vẻ vang của cái thế hệ cha anh chúng ta đi trước. Cũng trong tháng 7, các đoàn cơ sở đã triển khai công trình thắp sáng nghĩa trang, lắp đặt các trụ bóng đèn năng lượng mặt trời tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Nghĩa trang Liệt sĩ quận Liên Chiểu và Nghĩa trũng Hòa Khương. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên đã ra quân vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan tại các nghĩa trang trên địa bàn, cũng như tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo cho các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động như là thăm mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách vào các dịp 27 tháng 7 cũng như các ngày lễ Tết. Thì tại các hoạt động đó thì các đơn vị được phân công thì các bạn là sẽ đến thăm hỏi động viên gia đình những người có công với cách mạng và các bạn tổ chức các buổi nấu ăn để tạo cái không khí vui vẻ. Vào tối ngày 26 tháng 7 tới, Tuổi Trẻ Đà Nẵng sẽ đồng loạt tổ chức hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, bia tưởng niệm trên địa bàn thành phố, qua đó thể hiện sự biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ hôm nay đối với những người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.